Anh em nào muốn chơi chẵn lẻ banh tự động lên ngay Vubip.me, hệ thống chẵn lẻ banh uy tín, giao dịch tự động 24/7, đường link mình để dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sầu, trong 500 anh em đã quay trở lại cùng MNG trong series bình luận PK lên server. Và đây là MNG đến từ server GAV. Chúng ta sẽ cùng đến với chế độ classic cơ bản của server GAV. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình hãy like và subscribe kênh Double YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao web. Luôn được cập nhật đăng tải update thường xuyên thế này. Rất mong sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MNG với cả hai kênh Double Gaming và Double YouTube anh em nhá. Thế thôi, quảng cáo rất chi là công nghiệp. Vâng ạ. Rồi đến nỗi lời thoại mà mẹ thề các bạn luôn, cảm giác như não nó không cần phải loát anh em ạ, nó tự nhảy trong đầu ấy. Billy. Thôi, không nhớ có server nào nhưng Clark lựa chọn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta đến với Jasio. À quên, không giới thiệu anh em, nó đang ở trong một cái chế độ classic cơ bản của server GAV thôi anh em nhá. Chế độ dạng nhiều pick chọn lựa thẻ và kế thừa cực kỳ cơ bản mà cực kỳ classic. Nào, đánh sang cái gì bây giờ? Còn mê nữa chứ lệ. Đánh sang đi. Thật sự là mình đang suy nghĩ về việc đánh sang thế gì. Nhưng mình thật sự các bạn, cả một cái đội hình chúng ta chỉ nhìn thấy mỗi cái sáng thế rùa, còn đâu không nhìn thấy một cái sáng thế gì nữa anh em nhá. EOD của server 255 sẽ đối thủ tiếp theo, Mari. Cô nàng nóng bỏng, cốt play chị đại tỷ cheat. Anh em để ý tất cả nhân vật trong này thằng nào nhìn cũng đẹp trai chứ anh em nhá. Mặt thằng nào bóng lộn ấy, kiểu da căng bóng vậy nhỉ, đúng không? Mà Elitico có nào chả đến thằng nào mặt mụn nhất mà mặt lỗ rỗ kiểu thâm nám bây giờ, đứa nào mặt mịn đúng không, mặt láng mịn mà đẹp trai nhé đúng không, không thưa nhìn nhân vật nào cảm giác xấu thôi anh em nhá. Nhìn nhá, đây Clark thì rất man tính nhá, Andy cũng vậy, Mari cực kỳ xinh đẹp, cheat thư sinh đấy anh em nhá, giáp thì cũng ngầu lòi đúng không anh em, cảm giác nhìn nhân vật nào nó cũng kiểu mẹ mày đẹp anh em ạ. Có nghĩa cảm giác kiểu đúng nhân vật nào mẹ cũng đẹp nhá, ngầu lòi anh em nhá. Mẹ sao nó lại thế này anh em nhở, chết rồi. Sao lại thế, vì sao lại thế, tại vì sao lại thế ơi em, mày dám để đây à, láo thật. Ôi rồi, mình đang đánh thẻ. Ui, đó là cú double kill dành cho Cheo Terico ở vị trí của giáp và gì nhở, Nokururu. Một chiến thắng nó quá dễ dàng rồi các bạn, đúng không? Chúng ta không phải làm gì thì chiến thắng nó đã tự tìm đến với chúng ta rồi, kiểu như vậy. Chúng ta không phải làm gì thì chiến thắng nó tự tìm đến. Terico là MVP trong game đấu này rồi, với sự tỏa sáng mẹ mình quá đẳng cấp và đối thủ quýt luôn. Còn ai chống đỡ được nữa đây? Còn ai chống đỡ được nữa đây? Đối thủ tiếp theo nào, Wit của server 21. Vâng, hai chiến thắng nó rất nhẹ nhàng như đời xe hàng vậy. Leona và Mai, có lẽ chúng ta sẽ chọn Mai. Về cơ bản thì Mai có bút nộ. Chiru, Rugo, Benny. Mẹ, lấy mẹ Benny, nhìn này, không thấy tương lai Rugo lắm. Trang béo và Mentacool. Có nhiều lý do để chúng ta lựa chọn trang béo. Ca phẩy Maxima, nào đánh trước vậy, nghiệp vãi. Cứ thấy điểm điểm thôi anh em ạ, cứ thấy điểm điểm không để tôi thấy điểm điểm. Nhở, quên mất mình ra mình chưa đổi lại cái bắt combo này. Mình thì anh em biết rồi, từ trước giờ mình toàn chơi combo cái bắt thanh ngang đây nhỉ, bây giờ bắt mình chơi cái combo hình tròn này, nghe chừng có vẻ hơi khó chịu. Vì sao lại thế, tại vì sao lại thế hỡi em. Đừng combo này thì sợ Maxima hắt chết luôn này nhỉ. Sợ Maxima lại ta phải gõ chết luôn. Mày
cũng bắt cái combo này nó không quen thế nào anh em ạ, ngượng lắm đúng không? Bắt combo này ngượng quá, sợ cả phải là mình lại chết Maxima luôn. Điều gì đang xảy ra vậy? Đối thủ chỉ đánh được một nửa chặng đường thôi, không đi đến được cuối chặng đường với em mình gì cả. Tất cả những đối thủ của chúng ta hiện tại thì đang chỉ đi đến một nửa chặng đường mà thôi. Nửa chặng đường còn lại đối thủ tự quit. Kilo của xem vào 263, liệu rằng có lặp lại hay không? Đại đế và chàng béo tất nhiên rồi. Đại đế thì nhà cơ bóc quần quẫn như thế này cơ mà, đúng không? Phong cách ai như chàng béo Yori. Thế ngoài có bộ này thì cứ gọi là nuột anh em, đầy đặn mà nó hấp dẫn thật sự nhỉ, tròn vo không sơ mướp một tí nào luôn anh em. Versailles Mari, chọn Mari các bạn, không sơ mướp một tí nào luôn, không phải bưởi nữa, tôi gọi là cái gì ấy. Ôi ôi vậy chít à, thôi hỏng rồi, chít thì hỏng rồi các bạn. Chít thì hỏng rồi. Vì sao lại thế? Tại vì sao lại thế hỡi em? Chít nó đánh cho thì hỏng người rồi. Ôi ôi, sàn của chít đẹp đấy anh em. Sàn xấu nhất là sàn của con ác 13. Mình không nghĩ trên đời có cái sàn lại xấu như vậy anh em. Mình không nghĩ trên đời lại có một cái sàn nó xấu đến như vậy anh em nhé. Mình bắt cái này không quen luôn anh em, toàn bắt xịt thôi. Có lẽ tí chúng ta ra đổi lại cái combo ấy. À chắc là JV nó mới update rồi, nó lại lỗi vậy nhỉ. Đập keo luôn anh em. Đập bực keo luôn. Giết được một mạng mà chít cũng không thay đổi được gì. Có lẽ kết cục cũng không có gì thay đổi thôi anh em ạ. Nó thả cho phát em khóc mẹ. Nhưng sao phải lừa con nào lên đi nhờ. Không mẹ, Mari chết đi anh em ạ. Không gì Mari hẹo. Có lẽ chúng ta không giết con vừa sai rồi nhờ. Choáng lại được thì tốt quá nhỉ. Ui khổ, nó đốt cùng một phát kìa. Nó đốt cùng một phát kìa mà. Quá nửa cuộc đời luôn đấy. Nó đốt cùng một phát quá nửa cuộc đời luôn. Thôi ăn quả xích mẹ. Lường không có độc chiêu bắt vừa rồi. Ăn quả xích ngay. Tí chít nó lại thả cái quả này. Chít nó lại thả cho quả để lại sao vì khóc. Tên này chít lại có nộ rồi, vẫn còn một lần hồi sinh nữa cơ anh em ạ. Này chít vẫn còn một lần hồi sinh cơ, Mari mất nội tại luôn. Hai phát đốt hết nội tại luôn anh em nhé. Không còn phát đốt thứ ba luôn anh em. Hai phát đốt đã hết mẹ nội tại rồi, cần gì phải phát đốt thứ ba đâu. Hẹo luôn anh em. Ai phát đốt của nó đã như vậy rồi. Ai phát đốt của nó đã kinh khủng như vậy rồi. Khốc liệt thật sự.
Không sống được rồi. Này kéo rồi anh em ạ. Này kéo rồi. Chịt vẫn quá im bà nhỉ. Thời là mưa làm gió xe vào dưới AV. Một thời làm mưa làm gió. Cứ gọi là quá tuyệt vời cho Chịt. Mọi thứ nó là hoàn hảo nhỉ anh em nhỉ. Sinh tồn. Mặc dù thủ yếu nhưng mà lại sinh tồn mẹ mày. Hồi sinh hai lần. Hồi sinh dậy invi không có nào động được vào người nó cơ. Ờ hình như sau này có Mai nhỉ. Sau này có Mai 14 mới chơi lại được nhỏ anh em nhỉ. Cùng đến game đấu tiếp theo này. Chúng ta cùng đến với Orochi của server 226. Mai và cả. Nhìn Mai thôi nhưng ngực không đẹp bằng bằng Somi rồi nhỉ. Miku. Guenico. Ok. Thế cơ bản nếu mà Guenico không dứt điểm là Kyo là thua nha anh em nhé. Wow. Cùng 1.000 năm kìa, liệu chúng ta có để cho nó tái diễn hay không? Trong này có mỗi Lugo là boss này. Ờ, mình sẽ để nó thành tái diễn lại anh em nhé. Bộ này mình sẽ để nó tái diễn chăng? Mình có nên để cho nó tái diễn cái combo 1.000 năm không anh em nhở? Thật sự là mình rất muốn nhìn thấy combo đó đấy. Ui, thế mà nó lại cho thằng Yoli vào đây luôn. May cho mày nhá. May cho mày là ta không cầm bạn với Guenico vào đầu, không thì mày chết rồi. Ta muốn được nhìn thấy combo 1.000 năm ngay nha, thôi được. Trận này mình sẽ cố gắng để tạo combo 1.000 năm vậy nha. Ui, mẹ nó cào vào kia, nó sắp chết thế kia đi. Nó chảy máu nó chết à? Ai cứu nó bây giờ các bạn? Làm ơn. Ai cứu nó gái? Ui ôi, mày nó chưa chết thì gặp à? Mình muốn thấy combo 1.000 năm của Yoli và Kyo anh em ạ. Liệu được không? Bây giờ mình không dám dùng con này. Đánh game này mình thừa sức thắng anh em hiểu không? Đánh cái này mình đã thừa sức mình thắng rồi. Nhưng mình muốn nhìn thấy combo 1.000 năm của Kyo và Yoli. Chắc có đấy anh em nhỉ. Đúng không? Kèo này mang Lugo hoặc là có rồi này. Mình không giết nó nhanh rồi nhé. Chết thằng này được không nhở? Không, chắc không chết được. Vậy chắc không chết được Yoli đâu. Ui. Ôi trời ơi, chưa bao giờ mình cảm giác của mình chiến thắng đối thủ của mình lại buồn đến thế. Ơ kìa, trời ơi. Thề nhở, chưa rồi. Mình cảm giác mà mình giết đối thủ đó, mình hạ gục đối thủ mà mình cảm giác mình lại buồn đến như vậy. Combo 1.000 năm của Yori và gì nhỉ? Và Kyo, vâng, bản năng Yori, bản năng và Kyo Flamet. Thật sự các bạn là mình buồn. Mình không nghĩ là mình lại mẹ cú vẩy vừa rồi mà rõ ràng mình thấy thằng Yori đang có khiên nha anh em nhé. Mình đang thấy nó có một lớp khiên nhỏ ấy chứ. Chưa bao giờ mình cảm giác là mình chiến thắng đối thủ mình lại buồn đến như vậy. Thật sự với anh em luôn ấy. Chưa rồi mình chiến thắng đối thủ của mình lại có một cái cảm giác mình buồn linh láng đến như vậy. Đúng không? Đối thủ không xứng đáng bị thua. Đối thủ không xứng đáng bị thua trong game này cơ. Xứng đáng bị thua game này anh em ạ. Đúng không? Combo 1.000 năm. Combo 1.000 năm kìa. Giữ nó lại mà không được. Giữ em đi và nói yêu em. Cố tình ra rồi đúng không? Đối thủ vẫn thắng anh em ạ.
Buồn thật sự, con Miến nằm vậy, tất cả nằm trong tính toán của mình rồi mà không nghĩ là con Miku lại vẩy chết con Yori tình huống đó được nhỉ? Hơi ảo. Vẩy chết tình huống đó là hơi ảo anh em. Ngay đi cô còn tốc biến không vậy? Chắc là không đi nhỉ. Tất cả đánh này xuyên nội tại thì còn tốc biến còn nữa, đúng không? Hơi đáng tiếc rồi đúng không? Hơi đáng tiếc là chúng ta không được nhìn thấy combo nghìn năm của Kyo và Yori mà thôi. Cùng đến game đấu tiếp theo này. Đấu tiếp theo. Đua lon của server 100. Ra siêu. Gì nhỉ? Hen. Init đi nha, làm tí rắn rục này. Mia, Mia, Mia hồn hổ ấy chứ. Mia, Tari à, mẹ nhường tôi Tari à. Đúng, bạn lại vêu mõm ra bây giờ ấy. Bên đó là cái gì vậy? Biết có Metacool. Đu lon này. Đu lon à. Nói thế rồi những đầu đi phết lại được đúng. Mẹ Terry cũng có độc chiêu nữa. Terry cũng có độc chiêu hai tên. Hai tên có độc chiêu. Sát thương đã inv hai lần rồi, chung giúp này trước. Men có cái vẹo ở đâu nhỉ, đúng không? Nghĩ gì mà lại vứt Terry cho mình vậy, nghĩ gì mà lại vứt Terry cho mình vậy, đúng không? Cô dạy của người yêu đã mình nhà mày có ra thổ à? 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 Tầm này tao đi đấm nhấc hết cả người lại chứ lị. Đúng không? Tầm này tao đi nó đấm thì nhấc hết cả người lại ngay. Hôm nay ta đi đấm ai chả nhẹ anh em. Mẹ nên nhớ đây ta đi của JV anh em. Bá lắm. Ta đi của JV vẫn bá anh em ạ. Không phải là mẹ mày hàng fake đâu anh em ạ. Nó vẫn là hàng uy tín đấy nhá. Và clip này mình cũng xin phép nó tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again và thank you.